Phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là tỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ lượng rượu rất là cao. Sợ về làm gớm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào cũng biết nhậu. Nhậu từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, si sợ vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Thôi thì coi coi cái đàn trai đáp ứng đi. Được nhu cầu của em hay không. Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh à, miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cấm Hiệp. Tô Cấm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90, nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức đó, là thua bác thể. Sĩ một cấp thôi đó. Dạ, phải đúng không? Rồi ạ. Em trai kinh doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại bạn là trai em đang kinh doanh, kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho, có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải đi công viên bất cỏ. Hẹn nhau ở nhà nghỉ. Ủa, không cần sao? Đi công viên nghĩ bất kỳ cỏ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bày hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á. Mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại? Dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ, em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa, tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa, em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ, lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ, em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ, có chứ. Rồi, nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em?
Em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu. Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu, lượng rượu rất là cao. Sợ về làm đếm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là biết trời nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Biết nhậu từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Ủa nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, si sợ vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi coi bên coi đàn đi, trai đáp trai ứng đi. Được nhu cầu của em hay không? Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là hả, miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái gì, cái giá miễn phí liền nha. Dạ, đó, dạ. Bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh đó. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Chơi gì? Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi, nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi rồi. Dạ em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ xin anh. Rồi cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chén nước hoa. Dạ rồi cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy á. Dạ anh tặng cho nước hoa gu xì vậy chị. À gu xì là đúng rồi ha. Dạ. Rồi dạ, em cũng rồi, thích bây nước giờ hoa tôi lắm. Đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò handmade em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Dạ, tặng anh cuốn sách. Em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. Dạ, anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen là được. Trái tim em làm hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đấy em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu anh ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không?
Không, nếu mà tại vì từ đây, nếu mà từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có một tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới Bình Điền. Gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút là 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bà nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác, có gì ông hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa, một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ, sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành. Em xin hết. Rồi. Đó, mong giờ, chàng rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè, nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó, ông đừng có quên của nó tội. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu môi nè, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má, ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng
thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm, như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vậy không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha.